thế thì Giang thử hát tặng cho các ông bà một bài nhá. Ba thương con, mẹ con rồng mẹ, mẹ thương con, mẹ con rồng ba. Cả nhà ta cũng yêu thương nhau, xa lá nhau cùng nhau là cười. Ông là cứ mỗi lần mà bị là phải vắt xá như này ấy nhỉ? Ui rồi, đây này, này có bác này. Ông này bây giờ là đi ra ngoài là chịu khó là đội mú vào ông nhá. Xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em một ngày mới. Xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục có mặt ở nhà hai ông cháu để cập nhật cái tiến độ mà mấy anh em thợ là làm mà tới đâu rồi cho tất cả các bác cô chú anh chị mạnh thường quân ở trên kênh Bản Em là cùng biết. Ở những cái video trước thì các bác theo dõi được rằng là mấy anh em thợ thì cũng đã lên được là đâu đó là hơn gần 3-40 phân rồi đấy, nhưng mà đến video này thì các bác nhìn thấy là tường lên khá là cao rồi các bác. Hiện tại thì hầu như là đã phòng nhà vệ sinh này, phòng ngủ này và phòng khách nữa ở đâu đâu thì cũng đã lên được đâu đó là hơn 1 mét rồi. Ôi dồi ôi Mạnh ơi, ông đi đâu rồi Mạnh? Hả? Nào Mạnh đứng lại thế nào? Nào đấy, nào Mạnh chào con các bạn nào, thế nào? Mình chào con các bạn. Rồi, thế hôm nay là Mạnh là ở nhà phụ vứa à? À, phụ vứa là chơi đấy. Ông đi đâu rồi? À, ông ở dưới kia, ông ở dưới kia làm gì đây? Ông ấy chắc là giờ này là đi xuống bên kia lấy rau lợn hay là lấy cỏ rồi các bác ạ. Đây, cháu Đức xe đây là ghi hình cái quá trình mà anh em thợ làm cho các bác là cùng biết một chút. Chào chú Toán nhá. Vâng. Chú Toán gửi một lời chào tới các bác khán giả chú. Chào các cô chú với bác ạ. Công việc của hôm nay là mấy em thợ là sẽ làm về công việc gì ạ? Chú Toán không? Chú hôm nay xây ạ. Hôm nay là vẫn xây rồi chú. Vâng. Tầm lên cái phần xây rồi tầm là nếu mà thời tiết mà cứ ủng hộ này thì tầm bao lâu thì là sẽ xong chú? Tầm hai ba tuần đó. Hai ba tuần đó. Vâng. Đây thì là thấy là hôm nay là mấy hai anh thợ cũng đã lên được ở đâu đó là gần 1 mét rồi các bác. Đấy, cái phần cửa sổ thì đã để lên rồi này. Chú Toán với anh Phòng thì chắc là chú Toán là kinh nghiệm là về xây dựng này là lâu năm hơn anh Phòng không? Hay là cũng xem nhau chú Toán? Cũng là làm hơn mấy năm ấy. Chú làm hơn mấy năm à? Vâng. Hôm nay là có cả con gái của chú là ra đây phụ à? Vâng. Con gái chú là lớn hơn Mạnh không? Chắc lớn hơn rồi. Lớn hơn à? Vâng. Lớn hơn là bao nhiêu tuổi chú? 2 tuổi. 2 tuổi à? Bạn gái này là tên là gì đây? Giang. Tên là Giang à? Vâng. À thế là hôm nay là cùng bố lại mẹ là ra đây à? Vâng. Ra đây chơi là phụ bố mẹ đây? Chơi. Chơi thôi à? Vâng. Thế là bạn gái năm nay được bao nhiêu tuổi? Năm nay cháu được 8 tuổi. Được 8 tuổi là 8 tuổi thì học lớp mấy? Học lớp 2. Học lớp 2 á? Thế học lớp 2 thì đi học thì có thuộc bài nào không? Có. Có à? Thế ra đây, chú cháu mình ra đây mắt mắt hát tặng cho các bà một bài nào. Thế Giang ngồi xuống để ngồi trên kia kìa. Đấy, chú xếp gạch ngồi trên kia kìa, mới không bị mỏi chân. Thế đi học lớp 2 thì có được giấy khen không? Có. Có à? Thế được học sinh tiên tiến là học sinh giỏi? Học sinh tiên tiến. Học sinh tiên tiến à? Ừ. Thế sang năm sau thì là học lớp mấy? Học lớp 2. Năm sau là lên lớp 2 thôi á? Năm nay em được 8 tuổi, 5 tuổi thôi. Học lớp 1 thôi. Học lớp 1 thôi à? Đây chuẩn bị lên lớp 2 đúng không? Vâng. Thế thì học lớp 1 thì cô giáo dạy bài gì Giang có thể tặng cho các bà một bài được không? Vâng. Thế Giang là chuẩn bị hát bài gì nào?
Ba thương con. Ba thương con á? Vâng. Ôi, thế thì Giang thử hát tặng cho các ông bà một bài nhá. Vâng. Ôi. Ba thương con, mẹ con rồng mẹ. Mẹ thương con, mẹ con rồng ba. Cả nhà ta cũng yêu thương nhau. Xa lá nhau cùng nhau là cười. Đấy, vừa rồi là con của chú Toán là hát tặng cho tất cả các cô bác anh chị là một bài hát mà phải nói là hầu như là các bạn nhỏ nào cũng biết hát bài đấy của bác. Giang thì hát rất là hay. Thế Giang là đến ở ra đây là ra bên ở đây là ra đây. Thế Giang là ra đây là buổi tối là cứ mấy cùng bố mẹ đi hay là đi về trước? Cùng bố mẹ đi. Thế là cùng bố mẹ đi à? Vâng. Vừa rồi thì có vẻ như là chơi đâu sao cô bác này. Ngá sức cái đầu gối này. Đây là bị ngá ở đâu không? Không. Không đi đâu á? Ừ. Thế là ngá ở tận đâu? Ngá ở tận kia. Đây, bây giờ thì Giang là chơi là phải chơi cẩn thận nhá, không là tí là đầu gối lại hỏng hết đấy. Vâng. Sắp đi học chưa? Sắp đi rồi. Sắp đi học rồi à? Vâng. Thế đi học này thì là Giang tự đi bộ đi hay là bố mẹ đưa đi? Tự đi. Tự đi á? Ừ. Thế từ đây đi đến trường thì buổi sáng là bố mẹ là gọi Giang dậy từ mấy giờ? 5 giờ. Từ 5 giờ đó. Ừ. Thế 5 giờ là đã phải dậy là đi học rồi à? Vâng. Có hôm nào mà bố đưa đi học không? Không. Không á? Thế là một mình là đi bộ hết à? Cùng các anh các chị đi thôi. À, thế là cùng các anh các chị là đi học á? Vâng. Nếu mà trời mưa thì bố mẹ có đưa đi không? Có. Có à? Trời mưa thì là bố mẹ đưa đi thôi. Còn những cái ngày mà nắng ráo bình thường này, các em thì buổi sáng dậy ra bố mẹ nó sáng cho xong là tự đi học. Quãng đường đi học thì phải nói là cũng khá là xa cô bác ạ. Thế Giang thì có được ở lại trong trường không? Có. Có á? Ừ. Thế năm nay là ở trong trường rồi à? Vâng. Thế một tuần là về nhà một lần à? Vâng. Rồi, cái bạn nhỏ này thì Giang thì rất là ngoan của bác ạ, hỏi gì thì đều trả lời đấy. Lâu lâu thì mới bắt gặp là bé là ra đây phụ bố mẹ, cũng như là ra đây chơi là một lần thôi. Ấy bây giờ thì chú lại ra kia Giang là chơi cẩn thận nhá. Vậy ra phía bên này là những cái thợ là tiếp tục. Cô là đổ gạch là nặng quá quá ạ. Kéo cả người xuống. Hiện tại thì là nhìn thấy là anh phòng đang hoàn thiện là ở phòng ngủ đầu tiên của bác ạ. Ở đây thì là phòng, mỗi phòng ngủ là nó sẽ có một thêm là một cái cửa sổ của bác nhé. Cửa sổ đợt này thì cháu Lực sẽ để là rộng hơn đấy, và cái cửa sổ đợt này ở ngôi nhà hang cháu thì cháu Lực sẽ thiết kế là hướng khác chứ không như ngôi nhà của em Sử với em Hải nữa. Nên chỉ sau mấy ngày thôi là thời tiết mà cứ ủng hộ như này thì gạch lên rất là nhanh của bác ạ. Cứ mỗi một lần xuống là một lần thay đổi khá là nhiều rồi. Và ở cái phần trong nhà này của bác này, lúc mà cháu Lực cùng với lại là hai chị Nguyệt Thúy thì có thảo luận rằng là cái phần nhà vệ sinh kia là khi mà lên gạch ấy là chừa ra một lỗ để mà máy nứa sẽ không phải đục nữa. Đấy, nhưng mà hôm nọ là khi mà cháu Lực không xuống các bác thì mấy anh em thợ cũng quên mất rồi. Thứ nhất thì cũng lỗi lầm là một phần là ở cháu Lực nữa, là khi mà đi xuống là không có bảo mấy anh em thợ là chuẩn bị trước, là bảo trước rồi. Đấy, nhưng mà bây giờ thì nó cũng lỡ rồi thì sẽ để mà sau này khi mà hoàn thiện ngôi nhà xong thì tất cả những cái phần về phần hoàn thiện ấy thì sẽ là hoàn thiện sau cô bác ạ. Chị thì là cô thì là chuyên gia là điệu gạch nhờ. Vâng. Cô gửi một lời chào tới các bác khán giả nào cô. Cháu chào các ông các bà. Ôi, cứ mỗi lần là lúc thì gọi bằng chị, lúc thì gọi bằng cô. Xưng hô cảm thấy rất là khó bác ạ. Những cái lỗ này thì là anh để làm gì đấy anh Phong? À để làm giàn giáo à anh? À, anh em
cho anh một cái mic anh em mình nói chuyện với nhau một tí cho nó vui, chứ không là thấy về mặt anh cũng buồn buồn quá. Đây, ở đây thì là trong lúc mà nếu mà Tuấn Lực không ghi hình phải đấy các bác nhá, thì sẽ có một số là các bác là không nhìn thấy. Các bác cũng hay là nói cái điều này rất là nhiều các bác này. Và thực sự ra anh em đội thợ chú Tóa với lại anh phòng thì Tuấn Lực là rất là ưng về cái điểm này, tại vì là không có để mà cái phần vứa này nó bị lãng phí các bác ạ. Như các anh nói thì cũng có, các anh nói thì là phải nói là các anh bảo vận chuyển vật liệu thì khá là xa, thì các anh cũng làm thế nào để mà tiết kiệm, cũng như là tiết kiệm vật liệu là có thể, nhưng mà tiết kiệm là không phải là mình xay gạch này là mình để vật liệu là ít đâu các bác nhé, để tránh là nó bị lãng phí thôi. Gạch thì đợt này là bị cắt làm đôi nhiều cho nên là không phải dùng máy cắt nhiều đâu anh nhỉ. Đúng rồi, gạch hôm nọ vận chuyển thì không thể tránh khỏi được là khi mà nó bị nứt đôi ấy, nứt đôi ấy. Anh em thợ khi mà vận chuyển thì cũng đã hết sức và lưu ý để tránh cho nó không bị là thiệt hại nhiều rồi các bác ạ. Đấy, nhưng mà trong quá trình vận chuyển các bác cũng nhìn thấy rằng là các anh cũng đã rất là nhẹ nhàng và đã từ từ làm rồi. Đấy, nhưng mà khi mà vận chuyển là sóc quá, khi đi xe các bác sóc quá là nó bị vỡ, cộng thêm là gạch để một thời gian cũng khá lâu rồi, đâu đó là phải gần 2 tháng đấy anh ạ, gạch đổ xuống ấy. Chắc được 2 tháng rồi đấy. Hay là hơn rồi á. Có tầm độ gần 2 tháng, gần 2 tháng rồi. Anh có vẻ làm là đúng cái số mà có hướng ánh nắng luôn nhỉ. Đúng rồi. Cái này thì độ tầm là một tí đâu á, tầm độ đâu đó là tiếng nữa thì chỗ này nó sẽ mát dịu hơn. Ôi chỉ chảy như nước mưa. Nhưng mà em thấy là ở dưới khu nhà ông này là nó nóng hơn ở trên chỗ nhà của anh ấy rồi. Thế này là kiểu nó ẩm hơn đúng không? Nắng này là nó thuộc dạng là nóng, nó ẩm, nó oi. Cứ mỗi lần nắng là phi xuống suối tắm một tí ông lại lên này. Không, buổi trưa này thì nóng quá không chịu được xuống rồi, làm thì không xuống. Thế là mỗi buổi trưa đây thôi à? Đúng rồi. Quá trình làm đấy các bác, thì nếu mà những cái gì mà sai sót đấy các bác mà cảm thấy là chỗ nào nó không lưu ý, các bác có thể là cho những cái xin ý kiến cũng như là cùng với lại mấy anh em thợ nữa. Tức là không bằng anh. Đúng rồi. Trong quá trình của mấy em thợ làm thôi các bác ạ, thì Tuấn Lực cũng mua thêm là thứ nhất là cái này để cho mấy em thợ làm trong quá trình mà chỗ nào nó không thẳng ấy, thì mấy em thợ là còn biết đặt cái này lên để mà xem là nó có đã bị thẳng hay không.
Anh Phòng biết hút thuốc lào này từ năm bao nhiêu tuổi anh? Anh á? Vâng. Anh mới hút biết hút năm nay rồi. Năm nay rồi á? Nên là thấy bảo là nếu mà ai biết hút thuốc lào này là được nghỉ ngơi nhiều hơn ở chú Toán. Chơi à? Thế ông Sò trước ông nhà bảo đấy. Ông bảo là trước ông đi làm bộ đội đấy. Được hút thuốc nhiều hơn thì được nghỉ nhiều hơn đấy. Không thì người nào mà ai bảo không hút thuốc thì bảo ai không biết hút thuốc thì đi làm đi đấy. Đấy là chiều nhau. À. Qua mình được hút thì nó cái kiểu mình không bỏ được. Ừ. Nhưng mà mệt thì vẫn phải là nghỉ đúng không? Thằng nào nghỉ. Qua là nó người không hút nó sẽ hay chiêu. Mà là không hút thì đi làm trước. Vâng. Trong quá trình mà làm đó các bác thì không thể mà lúc nào cũng ghi hình làm được. Đâu đó đôi lúc thì cũng phải là làm mà mệt và nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà nghỉ là nghỉ, làm là làm cô bác ạ. À ôi. Man cóc cho mặt ngoài này mà. Đi tốt quá đi man. Thời tiết ra nắng thế này thì ở đây là vẫn chưa có máy quạt đâu anh nhỉ? Chưa có đâu. Thế buổi trưa ngủ đi sao ngủ được? Buổi trưa cũng ngủ được đâu. Nóng lắm. Đi suối kìa. Đi suối. Đi xuống suối tắm hay là đi xuống đi suối rồi. Thôi. Kiểu nước nước về nó mát đúng không? Nó mát mát đấy. À cũng phải nhớ lại là từ trước đến giờ là nhà ông Sò là chưa có điện của bác ạ. À. Thành ra là đợt trước chưa có thể mà mua máy quạt được. Dây điện này thì lúc nào cũng có điện chứ không? Thời gian này là chưa cần đến điện là nhiều hơn chú nhỉ, thời gian này. Có lúc là làm chuẩn bị nhiều là vẫn làm tối đấy, mấy hôm trước cũng làm tối rồi. Hôm trước làm đến tối á? Làm đến 8 giờ. 8 giờ à? Với nhiều ấy. À. Thế hôm nào nếu mà các cô mà yêu quý là trộn tầm 4-5 giờ, trộn đến tầm 2 bao thì chắc là làm đến tầm 8 giờ được ấy nhở? 8 giờ cũng phải dính điện. Còn cái bóng năng lượng kia thì nó không chéo, không ở đây được. Nó không chéo, nó không phản ra nhở? Nó chỉ là ở một góc thôi. À thế là cái bóng đèn để trên kia đấy là các chú để thắp xuống đây để làm à? Mùa này thì là nhà chú nhà anh Phòng thì đã làm xong cái phần nương hết chưa? Nương là xong hết rồi. Cái cảm giác như là đợt và mới lấy gạch vào thì là như kiểu là muốn cho các chú là cấy với lại làm hết xong thì mới xuống đây làm hay sao ấy nhở? Nhưng mà cũng ít thôi, chú thì cũng 2 ngày là được trồng hết rồi. Nhà chú thì lúa nhà chú thu hoạch một năm thì được tầm bao nhiêu bao? Năm tầm 2 vụ được hơn 20 bao. 20 bao á? Thế là gia đình là 20 bao đấy thì đủ ăn chưa hay là chú có phải đi mua thêm không? Mua thêm chứ, nếu mà cho đủ thì không đủ thôi, nếu mà không đi làm thì mà mua thêm. Ngày xưa các cụ thì ít người, hóa ra còn mà các ông thì là 5-6 người nó chia ra thì cũng không có bao nhiêu. Ngày xưa thì các cụ này đẻ nhiều nhờ? Thì các ông có 5-6 người nó chia ra một đám, nó chia ra hết thì ít. Bây giờ thành ra thì mình lại có hai anh em trai nữa lại chia ra cơ đôi ra nữa là ít. Hầu như là thời trước kia các bác, không phải trước kia đâu mà bây giờ cũng thế, hầu như là đa số là bà con trên vùng cao thì vẫn sống nhờ là cái phần ruộng nương hết các bác ạ. Nếu mà như trong một năm mà có thể là bị thiệt hại hay là nó bị vàng bông hay là có thể là bị sâu bọ nhiều quá là dẫn đến là năm đấy là lao động sẽ phải là vất vả hơn. Rồi, sau một cái thời gian nghỉ ngơi thì hiện tại là mấy anh em thợ lại tiếp tục là đi vào công việc của ngày hôm nay rồi các bác ạ. Rồi, ông thì vừa rồi nói rằng là ông lại bị cảm tiếp rồi các bác ạ. Ông gửi một lời chào tới các bác nào không? Chỉ các bác nha. Ông thì là bị làm sao ấy? Bị cảm, cảm à? Thế hôm qua là đi lại đi dầm mưa hay là lại như nào đấy? Có thể đi mưa đi nắng có nóng thì đi. À, thời tiết là nắng như này là ông phải chịu khó là đội mũ vào ông ạ, nhá. Có đi chảy mồ hôi rồi đi suối đi tắm. À, thế là hôm qua là đang làm đột ngột thế này là ông đi xuống ấy tắm luôn à? Ừ. Ông đi thế thì thảo nào người ông lúc nào
cũng dính phải cảm cúm, dính phải cảm như này này. Đây là chắc là phải vắt xá rồi. Qua lên xá đi, lên xá xuống là nó. À. Mười hai, mười một dưới mà chiên xuống. À. Rồi, bây giờ để cho các chị là vắt xá hộ hộ ông một chút đi. Chắc là ở đây đó mà, từ từ ông cứ ngồi đây đi. Ông ngồi đây cho là cho cho chị xuống để mà vắt xá cho ông một tí. Từ hôm qua rồi. Từ hôm qua rồi ông. Khát nước. À. Ông thì là lúc nào mà bị cúm như này các bác này thì đều vắt xá, thành ra là nó hình thành là một cái thói quen rồi, cho nên là bây giờ là cứ bị cúm như này là ông cứ phải làm thế đó. Thời tiết nắng như này là ông đang nắng nắng ông thì có đi tắm suối không là có khi là còn nguy hiểm đấy. Hay là hôm qua đi uống rượu đấy ông? Không uống rượu đâu, trên cái chỗ. À. Không có thể mua rượu. Phơi nắng về. À. Chị là hộ ông vắt xá một tí. Một điều nó cũng chống đèn trên xuống. À. Đây, hai ông cháu đi là không ai đội mũ gì cả. Mũ thì có nhiều không? Ông tìm cái mũ đội vào nhá mùa này ấy. Cái thanh sắt này thì mình để làm gì anh? Sắt này để câu ấy. Để câu đúng không? Để cho sau này là nó không bị là đứt tường đúng không? Sau này nếu mà không có để thanh sắt này vào này này cô bác này, là những cái chỗ mà tầm độ lên 1 mét 1 mét thì các anh sẽ để là thêm là một cái sắt như này. 60 phân à? 60 phân là để một cây à? Ồ. Oh. À thế là nhiều đấy. À. Vậy cũng có một số các bác nói rằng là nhà của hai ông cháu sao lại không thấy là cột kẹt đâu hết đấy các bác. Thì trước khi mà cháu Lực là đi vào nhà thì cháu Lực cũng đã là đưa cái bảng vé cho tất cả là các bác cùng biết rồi. Đấy, nhưng mà nếu như cháu Lực nói nhiều các bác nhá, nếu mà được sự chung tay của các bác là giúp đỡ nhiều, trợ duyên các bác nhiều hơn thì có thể là cháu Lực còn kinh phí để mà làm thêm cột nữa. Đấy, nhưng mà do là cái phần kinh phí cũng hạn hẹp ấy, cho nên là cháu Lực không có đi vào làm cột nữa. Đấy, nhưng mà không phải là không làm cột là nhà không chắc đâu các bác nhé. Ở đây thì là mấu nhà thì là mấu nhà cấp 4 thôi, cho nên là không cần phải là làm cột cũng được, tại vì là thế đất của nó đã chắc rồi. Đấy, với lại là thêm là như nhà cấp 4 thì nhiều người ta làm ấy thì người ta sẽ không có để làm móng sắt đâu, nhưng mà nhà của hai ông cháu thì cháu Lực sẽ để thêm là cả móng sắt nữa. Ừ. Ông thì có phải là bị khung à chị? Ôi rồi. Rồi, đèn hết rồi này cô bác này. Đấy, có vạt có máy phát thôi mà thấy là bầm tím hết cả người rồi. Thưa các bác, công việc của mấy anh em đội thợ hôm nay thì phải nói là cháu Lực xuống thì thấy là cái tiến triển công việc thì làm rất là nhanh rồi cô bác ạ. Đây, bây giờ thì đã hiện lên là những cái phòng này và hiện lên là thấy rõ ràng hơn rồi. Ông thì là thời tiết là nắng nóng quá cho nên là đi ra ngoài là không chịu đội mũ là đi làm, thành ra là hiện tại là đã bị là cảm và đang vắt xá rồi. Đây, nhưng mà ông thì là vắt xá xong là khỏi luôn các bác ạ. Nghỉ ngơi đến mai là khỏi luôn. Đây, hiện tại là nhà của hai ông cháu thì các bác nhìn thấy là bắt đầu là lộ diện thêm là những cửa sổ rồi.
Đấy, mấy thợ là cũng chuẩn bị là làm là từng chắc tầm là 30 phút là cũng nghỉ rồi. Ông thì vắt xá xong là thấy đỡ chưa ông? À đỡ một tí à? À cháu xem nào. Ông thì bỏ ai cho xem nào, vắt tí vết người chưa? Ông là cứ mỗi lần mà bị là phải vắt xá như này ấy nhỉ? Ui rồi. Đây này, này có băng này. À, ông này bây giờ là đi ra ngoài là chịu khó là đội mũ vào ông nhá. Chứ không là ngày mỗi một lần là ông bị là cháu thấy là ông vắt xá là tím hết cả người đấy. Ừ, mạnh thì là ra phía bên này là chỉ có gọi là chơi là chính thôi các bác ạ. Phần là cát này là chắc là chuẩn bị là nước xuống thấp một chút là lại lấy cát được thôi chú Toán nhỉ. Tránh ở đâu? Để xe đi đâu? Hả? Chở gạch á? Chở gạch đi đâu? Đừng có hút phải tường nhá. Vậy ra phần bên này thì hiện tại là cái phần đất này là đâu đó là tầm hơn là 1 mét một chút thôi các bác ạ. Đấy, nhưng mà ra phía bên kia thì nó sẽ rộng rãi hơn. Đấy, nhưng mà nếu mà sau này là hai ông cháu là kè được những cái phần này nữa thì là nhìn xong ngôi nhà nó sẽ rộng, rất là rộng thêm các bác nhé. Cái phần trước cửa này thì nó sẽ cao hơn cô bác nhé, để làm thành là ba cái bậc thang, sau này thì sẽ là hạ thêm cái phần bề mặt cửa này xuống thấp một chút. Đây, ở đây thì tất cả những cái phần mà là mấy anh em thợ là khi mà đi vào là xây cô bác nhé, thì sẽ gồm là những là cái phần thanh sắt này để cho tránh trường hợp là nó không có bị đổ tường. Đấy, Giang thì là ra là phụ bố mẹ làm những công việc là xách vứa, xách gạch này. Đấy, cũng không có bảo là các em làm đâu, nhưng mà các em là thấy thương bố mẹ là lúc hứng lên là muốn làm thôi. Này, nếu mà thường là vừa là trộn ít ít đấy anh, thì thường là mấy giờ buổi tối là nghỉ anh không? Nhưng mà thường là mấy giờ là mấy anh em là nghỉ? Cái thời điểm này thì là các anh cũng đi làm mà rất là sớm, và buổi tối thì các anh về cũng khá là muộn, tại vì đến buổi trưa thì là nghỉ ngơi là nhiều hơn, buổi trưa thì là nóng hơn đúng không bác ạ? Trong cái quá trình mà làm đấy các bác thì sẽ có là một số cái là sẽ thay đổi thêm. Đấy, nhưng mà thay đổi là cũng không có ảnh hưởng gì tới về cái vấn đề là chất lượng cũng như là sự bền vững của ngôi nhà đâu các bác nhé. Hai ông cháu thì là ở nhà là làm những công việc của hai ông cháu xong rồi, với lúc là hai ông cháu vẫn phụ là mấy anh em thợ là cũng chỉ là bưng bê gạch này, xong là trộn vứa, lấy vứa cho mấy anh em thợ thôi.
Đây không có nhiều, cô bác nói rằng là ở ra phần phía bên này hẹp đấy cô bác. Thì cháu Lực cũng đã nói rồi là sau khi mà hoàn thiện nhà của, sau khi mà hoàn thiện thêm ấy, là lấy hết gạch từ trên kia, từ trên chỗ điểm tập kết vật liệu gạch của cô bác này, lấy hết xuống phần nền nhà, thì sẽ đào cái chỗ này ra thì nó sẽ rộng ra cô bác này. Sau khi mà đào đến phần tản ly bên này thì đâu đó là cũng được là hơn 1 mét đấy. Đấy, những lúc mà mấy anh em thợ là thời tiết ủng hộ hơn thì sẽ là thuê thêm người để mà làm cùng để cho cái tiến độ cái công việc của nó là nó sẽ nhanh hơn đấy. Nhưng mà các bác nhìn thấy đây thì sau là vài cái thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên thôi thì các bác đã nhìn thấy được rằng là mấy anh em thợ đã lên được những viên gạch và hàng gạch, và thậm chí là lên đấy bây giờ là được hơn 1 mét rồi, thế gọi là bằng hơn 1 mét là bằng với nhau rồi. Đấy, thêm là hơn 1 mét nữa thì là có thể là để dần đến là thu hồi. Đấy, sau khi mà hoàn thiện hết phần thô thì sẽ đi vào và hoàn thiện là những cái phần đường ống nước này kia nữa. Đấy, để có được một cái ngôi nhà đến nơi mà đến nền nhà của hai ông cháu thì cũng phải nói là một cái quá trình gian nan rất là vất vả của bác ạ. Đấy, nhưng và cái phần để kinh phí của nó thì cũng sẽ rất là đắt hơn, rất là đắt của bác nhé. Cái công làm nhà còn rẻ hơn cả cái công mà vận chuyển vật liệu nữa. Có những chỗ thì còn lai được xe máy xuống thì đi nó còn đơn giản, còn những chỗ thì lại không lai được xe máy xuống là còn phải lấy vác nữa. Đến buổi chiều như này thì ông lại là bận rộn về cái công việc của ông lại nhiều hơn rồi cô bác ạ. Vừa rồi ông lấy rau lợn là chưa đủ không? Ông cho cháu đeo cái này cho. Vậy ông là vẫn còn đang là hơi bị cảm một chút đấy ông nhỉ? Nhưng bây giờ thì không làm thì là không có ai làm rồi cô bác ạ. Không thì một tí là lợn đói. Con lợn nhà, một con mấy con lợn nhà ông thì chắc là nuôi lâu lắm đấy ông nhỉ? Lắm rồi. Toàn ăn là những cái cỏ dại thôi. Nên là ông lấy về thì băm nhỏ có phải trộn thêm cái gì nữa không ông? Có gì trộn thêm mà. Ông ra những cái chỗ rơm rơm bên kia là phải đeo ủng vào đấy ông nhỉ? Ừ. Chứ không mà chân là không dám gì. Bây giờ chỉ cần ra bên kia là có khi là đêm nay về là không ngủ được luôn đấy cô bác ạ. Đây, cháu Lực thử ra từ xa để cho các bác là nhìn khung cảnh từ xa một chút ngôi nhà của hai ông cháu. Ở trong bản này là ngôi nhà của hai ông cháu là cũng ngôi nhà đầu tiên mà bằng ngôi nhà xây của bác nhá. Những ngôi nhà khác thì người ta hoàn toàn là làm bằng gỗ hết cả thôi. Đấy, chỉ có là những công trình phụ người ta làm chuồng lợn này, là nhà vệ sinh này, người ta làm bằng gạch thôi. Tại vì là vận chuyển nó rất là xa của bác ạ. Riêng cái nếu mà để mà tính là tiền công vận chuyển thì là nó đắt hơn nhà, và còn chưa tính là kể cả tiền ăn tiền uống nữa. Đấy, bây giờ thì nếu mà thời tiết mà cứ ủng hộ như này các bác này, tầm sau 1 tuần nữa thì là sẽ nhìn ở đây là mọc ở đây là một cái ngôi nhà mà nó hình dung ra và nó sẽ là đẹp hơn, chắc chắn hơn. Ở đây là chỉ có là chú Toán với lại là anh Phòng là chuyên xây thôi. Còn là chị với lại cô thì những công việc mà trộn vứa này,
là lấy gạch này, cần những cái gì thì là lấy cho mấy anh em thợ. Đấy thì là cái công việc của mấy em thợ là sắp xếp như thế thì là làm cũng rất là nhanh các bác nhá, chứ không phải là tiến độ là chậm nữa. Ở đây thì là bản thân của chỗ Lực này cùng với lại là mấy anh em thợ thì là ai ai cũng chưa có được hoàn hảo cả, cho nên là nếu mà sai sót những cái gì đấy các bác thì là rất là mong các bác cô chú anh chị và mạnh thường quân thì sẽ chỉ bảo là nhiều hơn, để cho thứ nhất là chỗ Lực cũng có thêm kinh nghiệm này, và thêm là mấy anh em thợ nữa. Nếu mà như sau này là chỗ Lực có duyên với lại là các bác cô chú anh chị mạnh thường quân đi chia sẻ những hoàn cảnh nào, và khi mà cần đến là làm nhà thì sẽ tiếp tục là đồng hành cùng với lại là mấy anh em đội thợ để mà giúp đỡ được những cái hoàn cảnh cũng như là tạo công ăn việc làm cho mấy anh em thợ nữa. Đội thợ của chú Toán với lại anh Phòng thì cũng là đội thợ mà đồng hành cùng với cháu Lực là ngôi nhà này thì cũng là ngôi nhà đầu tiên của bác. Thì nếu mà để mà hiểu với nhau ấy, thì là chưa có thể là hiểu được, tại vì là mấy anh em chưa có thể chưa từng là đi vào và hợp tác nhau để mà làm cái ngôi nhà nào cả. Ở cái video này thì cháu Lực cũng xin được phép là chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Thời lượng cái video thì cũng khá là dài rồi, thì chắc là cháu Lực cũng xin được là dừng cái video này tại đây thôi. Và cảm ơn các bác đã theo dõi hết video, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú chị ở sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Em Mạnh thì không biết là vừa mới đi đâu về đâu. Nào bỏ cái hộp xuống nào. À đi đâu đấy, chuối về đây hay thanh niên đấy? Chuối ở đâu có đây Giang? Nãy bạn Mạnh cho. À lúc nãy là bạn Mạnh cho à? Nào Mạnh gửi một lời chào tạm biệt tới các bà nào. Từ từ nào, nói lại cho nào. Rồi nào Giang con nào. Chào các ông các bà. Rồi đấy Giang này là rất là ngoan của bác ạ. Rất là dễ thương đó. Thưa các bác, nhìn thấy từ xa xa thì thấy lại thêm là bóng dáng của ông là đi ra kia để mà kiếm củi là về rồi. Vừa rồi thì ông vừa mới đi lấy rau lợn về đấy các bác nhé. Cái này thì chắc là củi này thì là ông vừa để nấu cơm này, vừa để mà nấu cám lợn nữa. Ông là vừa rồi đi tận đâu lấy củi về đấy không? Bên kia về à? Đấy là ông bị cảm rồi cho nên là tối nghỉ ngơi sớm không nhá. Ngày mai là có sức khỏe nên tiếp tục là công việc của ngày mai nữa. Đấy, ông gửi một lời chào tạm biệt tới các bác nào không? Chào các bác, các chị ạ. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Mm-hmm.